Vua Kim xin chào các bạn. Cuồng Long Mãnh Thú Ma Đông Xúc đã trở lại rồi đây. Ma Đông Xúc vốn là đại ca một băng nhóm xã hội, cũng vì đánh nhau mà bị phán 20 năm tù. Không ngờ khi anh vào tù bên ngoài lại có tên sát nhân hàng loạt lộng hành, cho đến nay hơn 20 phụ nữ đã phải bỏ mạng. Cảnh sát hoàn toàn bất lực không thể tìm ra manh mối, hết các họ phải thả Ma Đông Xúc ra tù để bắt tên sát nhân, chính là dùng cái ác trừng trị cái ác. Rốt cuộc câu chuyện ra sao thì cùng Vua Phim theo dõi bộ phim cực hay này nha. Ở Hàn Quốc có một tên sát nhân cứ trời mưa là đi săn mồi, hắn đặc biệt chỉ nhắm vào phụ nữ. Có cảnh sát phát hiện ra đuổi theo tên này, kết quả bị đâm một nhát chí mạng mất ngay tại chỗ. Tên sát nhân sau đó tẩu thoát rời đi. Cái chết của anh cảnh sát là cú sốc lớn đối với gia đình. Dưới trời mưa tầm tã, tất cả các đồng nghiệp đều đến tiễn đưa anh ấy. Đứa con trai khóc khổ sở vì mất cha. Cục trưởng Choi thề sẽ đòi lại công bằng cho cậu nhóc. Ông lập tức tìm đến thanh tra Gu Tắc chó điên, đề nghị Gu Tắc thành lập một đội những tên tội phạm sừng sỏ, bằng mọi thủ đoạn phải bắt được tên sát nhân hàng loạt kia. Thanh tra Gu Tắc liền đồng ý, bởi vốn dĩ con gái của ông cũng là mất mạng do tên sát nhân kia. Quá khứ hiện về khiến ông vô cùng đau lòng. Gu Tắc vốn là người thích bạo lực, gặp tội phạm là ông đánh không có điểm dừng. Nếu thư ký không cản, e rằng lần nào ông cũng đánh chết bọn chúng. Để thành lập biệt đội bất hảo, người đầu tiên chó điên nghĩ tới là Ma Đông Xúc. Một tay đánh đấm khủng khiếp có mức án 28 năm tù, con vợ bị nghiện đánh đấm đến khó chữa, ngày nào cũng đánh quản ngục như con. Đám quản ngục trẻ nhìn thấy mà phải hoảng sợ. Người thứ hai là Teso, người đứng đầu trong ba sát thủ giỏi nhất Hàn Quốc. Tù nhân thứ ba là tội phạm giết người hàng loạt Song Moon, một kẻ bí ẩn có đã có IQ lên tới 166, thậm chí có bằng tiến sĩ khi mới lên 12 tuổi. Tổng cộng đã giết 15 người nhưng chưa bao giờ để lại chứng cứ. Chỉ có điều hắn quên hết mọi chuyện sau khi giết nạn nhân. Rất nhanh ba tù nhân đặc biệt được áp giải ra khỏi trại. Họ bị bắt mặc quần áo bình thường, sau đó thả xuống một nơi hoang vu vắng vẻ. Thư ký Mi răng dẫn hai người vào trong một nhà thờ bỏ hoang, nhưng Ma Đông Xúc vừa mới thả như chó hoang sổng chuồng. Nhìn sát thủ Teso lập tức lao vào đánh đấm. Đúng lúc căng thẳng thì Gu Tắc xuất hiện, tuyên bố ai bắt được hung thủ thì được giảm án tù 5 năm. Hai người nghe xong liền thấy rất có hứng thú, nhưng để đảm bảo hai người không trốn trại, họ bắt buộc phải đeo đồng hồ giám sát vào chân. Đúng lúc này Mi Răng nhận được tin khẩn, tù nhân thứ ba là Song Moon đã đánh ngất quản ngục. Hai người bị anh ta bất ngờ hạ gục khi đi vệ sinh. Cả nhóm tới hiện trường thì anh ta đã trốn đi mất. Tính đến lúc này tên siêu thông minh đã biến mất được 2 tiếng rồi. Nếu không tìm về nhanh có thể anh ta sẽ lại gây thêm án mạng nữa. Ma Đông Xúc và sát thủ Teso lập tức đeo vòng chân để truy tìm. Cùng lúc này Song Moon đã lên tàu hỏa. Hắn đang trên đường đi tìm bạn gái cũ của mình là Tae Hee. Thanh tra Gu Tắc cũng đoán được nên cả nhóm hướng về đó. Tới nơi Gu Tắc lệnh cho họ trong vòng 1 tiếng phải ngóng được tung tích của Song Moon. Hai người bước vào trong quán hát để tìm cô gái. Đông Xúc không nói nhiều liền động tay động chân, mỗi kẻ một đấm lập tức nằm sàn. Bất ngờ xuất hiện kẻ to cao lực lưỡng, nhưng cái kết vẫn là một vả ngất lịm. Ma Đông Xúc hỏi ông chủ rốt cuộc cô gái đó ở đâu. Ông chủ nói đã bán Tae Hee đi nơi khác. Đông Xúc cùng Teso đến nơi này hỏi thăm, nhưng bên trong toàn là một lũ xã hội bạo trợ. Sát thủ Teso một mình tiến lên đối đầu bọn này. Thủ pháp của anh ta nhanh nhẹn và tàn độc, quả không hổ danh là sát thủ số 1 Hàn Quốc. Trong chớp mắt hạ gục hết mấy chục đàn em, quả thật đã khiến ông chủ sợ đến đái ra quần. Tao hỏi lại cô gái đó ở đâu. Hai người trở lại xe báo cáo, người yêu cũ của tên siêu thông minh đã bị bán đi nơi khác nữa. Cùng lúc này Song Moon đã tìm được người yêu cũ của mình. Tae Hee vừa nằm xuống giường thì có người gõ cửa. Cô gái mở cửa ra bàng hoàng khi thấy đó là Song Moon. Năm đó Song Moon bị án tù chung thân cũng là do Tae Hee đã đứng ra làm chứng, nên giờ nhìn thấy anh cô sợ đến run cầm cập. Năm đó cũng chính là anh đã cố giết tôi mà. Kỳ lạ thay Song Moon lại không nhớ gì cả. Cùng lúc này xe của nhóm thanh tra đã tới hiện trường. Ai bắt được cậu ta trước sẽ được giảm 4 năm tù giam. Ma Đông Xúc hào hứng xông lên phía trước, vì chỉ có một suất nên hai người bắt đầu đánh nhau. Không ai muốn đối phương chiếm được công trạng. Đúng lúc căng thẳng cánh cửa phòng 203 mở ra, đó là người khác. Cả nhóm hiểu họ đã nhầm chỗ mất rồi. Phía bên này cô gái Tae Hee nhắc cho Song Moon biết anh đã giết 15 cô gái, nhưng trước cảnh sát anh không thừa nhận, vì anh hoàn toàn không có ký ức về chuyện này. Tae Hee nói anh thường quên mọi chuyện sau khoảng 1 tiếng, vì vậy mới quên tội ác mà mình gây ra. Song Moon cũng nhớ lại một chút về hiện trường án mạng, bị kích động mạnh đột nhiên anh ta bóp họng cô gái, dường như anh ta lại lên cơn mất đi tinh thần. May rằng lúc nguy cấp thanh tra Gu Tắc kịp tới, bắn một phát súng phá khóa cửa. Gu Tắc kêu anh ta dừng tay, nhưng Song Moon bất nhất quyết bóp họng cô gái. Lúc khẩn cấp Gu Tắc đành nổ súng bắn vào tay anh ta. Song Moon trúng nạn nhảy qua cửa sổ xuống đất bỏ chạy. Thấy Ma Đông Xúc chờ sẵn dưới này, hắn vội vào xe. Ma Đông Xúc bực mình đạp vỡ cửa kính, tên tâm thần không ngần ngại húc anh bỏ chạy. Thấy vậy sát thủ Teso vội đạp ga đuổi theo. Sau một hồi truy đuổi khốc liệt, hai xe dường như sắp đến một ngã ba phía trước. Teso đâm trực diện vào đuôi của tên tâm thần Song Moon, khiến hắn ta đập đầu vào vô lăng ngất lịm. Sát thủ Teso cứ nghĩ lần này công trạng thuộc về mình, ai ngờ Ma Đông Xúc từ đâu xuất hiện nẫng tay trên của anh. Không ngờ sau vụ trốn trại đó thanh tra vẫn giữ Song Gu lại, bởi ông biết chỉ có trí thông minh siêu hạng của hắn ta mới giúp phá được vụ án này. Viên thanh tra cho Song Gu suy nghĩ và tự lựa chọn. Đợi khi ba người đang ăn cơm, Song Su quyết định quay lại nhập hội cùng bọn họ. Kể từ giờ ba tên tội phạm nguy hiểm nhất sẽ hợp lực để phá án. Mục tiêu đầu tiên chính là tên sát nhân hàng loạt gần đây. Ngày hôm sau trời mưa lại xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân vẫn là một phụ nữ đi một mình vào ban đêm. Gu Tắc đến hiện trường mà lòng căm phẫn tột độ. Tính đến hiện tại đây đã là nạn nhân thứ 18. Thư ký Mi Răng đang đưa ba tội phạm đến hiện trường, nhưng đi nửa đường thì sát thủ Teso đòi xuống xe. Anh thành khẩn xin xuống có chút việc gấp. Gu Tắc từ xa ra lệnh đồng ý việc này.
Sát thủ Teso gõ cửa một nhà nhưng mở cửa lại là cô gái khác, không phải cô gái Seok mà anh ta muốn tìm. Teso bực mình đánh gục luôn người giám sát và bỏ trốn. Anh ta trực tiếp lái xe vượt qua xe của nhóm mình. Ma Dong Suk thấy vậy liền ngồi lên ghế lái đuổi theo, vừa đuổi vừa hỏi bắt anh ta có được giảm án. Đáng tiếc Ma Dong Suk lái xe kém cỏi, kết quả bị tắc đường mà phải phanh xe lại. Bên này Teso tìm đến đại ca của mình. Thì ra năm đó anh vào tù nhận tội thay đại ca, với điều kiện là đại ca phải gửi cho cô gái Seok mỗi tháng 1 triệu. Đại ca nói hiện giờ không biết Seok ở đâu, khiến Teso tức giận nắm cổ áo ông ấy, kêu mau chóng phải tìm ra địa chỉ và báo cho tao. Đúng lúc này có động tĩnh bên ngoài, Teso ra ngoài quả nhiên là Gu Tak đã tìm tới. Thanh tra không nói nhiều liền đấm cảnh cáo Teso, sau đó đưa ba thằng đến hiện trường vụ án. Gu Tak cho họ nửa ngày để tìm ra manh mối hung thủ. Ba thằng vội vàng chia nhau ra tìm. Khu này kể từ khi xảy ra giết người hàng loạt, đường phố vắng vẻ ban ngày cũng không ai dám ra ngoài, vì việc giảm án chỉ dành cho ai tìm ra hung thủ trước, nên ba người đều tự hành động không ai giúp ai. Đặc biệt là Teso và kẻ tâm thần siêu thông minh dường như có mối thù từ trước. Hai người họ nói rằng xong việc sẽ giết nhau. Cùng lúc này Ma Dong Suk đến một nhà máy, không nói gì lập tức đấm bay những kẻ cản đường. Bất kể ai cũng chỉ một vả là hết đường nhai cơm. Ma Dong Suk đánh một lát đã vào tới phòng của kẻ cầm đầu. Tên này ban đầu còn chưa biết thực lực của Ma Dong Suk, kết quả bị Dong Suk vả cho lệch quai hàm, và thêm cho mấy cái tối sầm mặt mũi. Thấy tên đại ca xã hội đen đã ngoan ngoãn vâng lời, Dong Suk liền kêu hắn vào băng đảng từ giờ phải nghe lời anh ấy. Sát thủ Teso bên này đang ở hiện trường. Anh nhìn vào ảnh vụ án tưởng tượng mình là hung thủ. Địa điểm này không có camera giám sát, có thể thấy hung thủ rất thân thuộc với khu dân cư này. Dựa vào vết đâm chắc chắn hung thủ cao dưới 1m7. Phán đoán của Teso chưa bao giờ sai. Sau khi cả nhóm quay về không ai nói ra phát hiện của mình, bởi vì chỉ có một người trong số họ sẽ được giảm án. Ma Dong Suk mới thu phục được một băng đảng tự tin bắt được hung thủ trong 3 ngày. Lúc này kẻ tâm thần siêu thông minh mới mở miệng, lý do hung thủ thích gây án trong khi mưa vì hắn ta thích mùi máu tươi, bởi vì trời mưa mùi máu tươi càng nồng nặc. Jong Moon khẳng định hung thủ này rất chuyên nghiệp vì mỗi vụ chỉ đâm một nhát, độ chính xác tuyệt đối không có sai lầm. Jong Moon đề nghị thanh tra mau xem các vụ án khác để thấy điểm chung. Ma Dong Suk cảm thấy ghen tị vì Jong Moon quá thông minh như vậy. Phía thanh tra xem xét tất cả các vụ án trong 2 năm gần đây, tất cả có 20 vụ án xảy ra những ngày mưa, hơn nữa hiện trường còn rất nhiều máu tung tóe, vậy là tất cả đều cùng một thủ phạm. Thanh tra Gu Tak lập tức thông tin điều này tới cả nhóm. Trên 15 nạn nhân đều có vết kim tiêm để hút máu ra, cho thấy tên soát nhân lấy máu của nạn nhân để sưu tầm. Hơn nữa mỗi vụ án soát nhân đều dễ dàng phá cửa nhà nạn nhân, trong 15 người bị hại có 2 người vẫn còn sống. Gu Tak đề nghị tìm 2 người này để điều tra. Dong Suk lập tức đi gặp tên đại ca xã hội anh mới thu phục. Hắn suy luận nếu như hung thủ có thể dễ dàng phá cửa, vậy thì rất có thể đó là chủ cửa hàng ổ khóa. Vừa hay ở đây chỉ có duy nhất một cửa hàng, Dong Suk lập tức đến hỏi thăm ông chủ bán khóa cửa. Anh cảm thấy có vẻ hắn ta chính là tên soát nhân hàng loạt, thế là liền kéo hắn ra ngoài đấm mồm tên này. Nhưng chưa kịp tra hỏi, Gu Tak đã đến cản lại, còn cảnh cáo Dong Suk đừng đổ oan cho người có tội. Thanh tra Gu Tak sau đó cùng Teso đến nhà nạn nhân còn sống, không ngờ đó chính là cô gái Seok. Teso đứng hình không biết nói gì, bởi vì Teso lỡ tay giết chồng của cô gái nên cực kỳ ân hận. Cô gái không biết điều này nhưng Teso vẫn lúng túng làm đổ cốc trà. Seok kể lại hôm đó trời mưa lớn, hai mẹ con đang ngủ thì hung thủ vào nhà tấn công. May mắn rằng con gái kịp chạy ra ngoài kêu cứu nên hai mẹ con mới sống. Đáng tiếc họ không nhìn rõ mặt hung thủ là ai. Nạn nhân thứ hai nói tối hôm đó trời cũng mưa rất lớn, hung thủ vào nhà trực tiếp hại em gái của cô. Cô gái im lặng nghĩ rằng hung thủ sẽ bỏ qua, không ngờ hắn vẫn đập cô suýt chết, bây giờ vẫn còn một vết sẹo lớn trên mặt. Cô gái nhớ hung thủ có nói sắp vượt qua Dusik rồi. Thư ký nói Dusik bị bắt sau khi giết liên tiếp 23 người. Có lẽ tên hung thủ thần tượng hắn lên cách gây án đều giống. Nếu như vậy ít nhất cũng phải hại thêm 3 người nữa, bao gồm cả 2 người may mắn sống sót. Họ nghi ngờ tên hung thủ sẽ quay lại giết 2 người còn sống sót kia. Thật không may hôm nay trời cũng mưa lớn. Dong Suk cùng đàn em lập tức ra ngoài phục kích tại nhà của nạn nhân. Dong Suk vừa tới nơi thì va vào một người. Khi vào nhà chợt thấy trên tay có máu, nghĩ lại mình vừa va vào kẻ áo đen, mà Dong Suk lập tức ra ngoài đuổi theo hắn. Tên soát nhân biết mình bị lộ lập tức bỏ chạy. Dong Suk vừa gọi bộ đàm vừa đuổi theo. Nhóm của Gu Tak lúc này đã tới, bọn họ lập tức chia nhau ra truy bắt hung thủ. Gu Tak thấy một người liền đánh, nhưng đánh xong mới biết là đàn em của Ma Dong Suk. Dong Suk bên trên đuổi theo một đoạn thì mất dấu hung thủ. Đột nhiên một bóng đen lao vào đâm anh, may mà con dao này bị Dong Suk bắt được. Hung thủ nhanh tay đánh vào mắt anh rồi bỏ chạy tụt quần. Vừa hay tên siêu thông minh Jong Moon xuất hiện, nhưng anh ta không đi truy bắt hung thủ mà lựa chọn ở lại cứu Ma Dong Suk. Tên hung thủ đã hoàn thành được mục tiêu hôm nay, quả nhiên hắn thu thập mẫu máu về làm sưu tập. Ngày hôm sau sát thủ Teso đến hiện trường gây án, anh ta cứ nghĩ đó là cô gái Seok nên vô cùng đau lòng. Đó là cô gái anh ta đã nhờ đại ca cũ chuyển tiền hàng tháng, ai ngờ khi kéo khóa ra lại là một cô gái khác. Teso nhẹ nhõm cả người, anh đứng lên phát hiện Seok vẫn còn đứng đó. Cô gái không biết người đàn ông trước mặt đã giết chồng mình, chỉ biết anh ta nhìn mình với vẻ mặt ân hận. Mọi người về căn cứ chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo. Đột nhiên Gu Tak nhận được một tin quan trọng, họ đã phát hiện dấu vân tay trên người nạn nhân. Hung thủ chính là tên đàn em mà Ma Dong Suk mới thu nhận. Các phương tiện truyền thông lập tức đưa tin hung thủ giết người hàng loạt bị bắt, nhưng kẻ tâm thần cho rằng anh ta chắc chắn không phải hung thủ, bởi vì hung thủ thật sự sẽ không để lại dấu vân tay. Đồng thời Teso biết được người bị bắt cao 1m8, điều này không phù hợp với phán đoán của anh. Đúng lúc này bên ngoài trời mưa rất lớn, Teso thấy vậy lập tức chạy đi, bởi vì người duy nhất sống sót lúc này chỉ còn cô gái Seok. Quả nhiên bên này Seok đang bị hung thủ bám theo. Tên chủ tiệm khóa va vào cô khiến túi hoa quả rơi xuống đất. Hắn đề nghị sẽ đích thân đưa Seok về nhà. Cô gái khách sáo từ chối,
không ngờ ông ta cứ giữ cái túi khư khư, còn ánh mắt hiện lên vẻ sát nhân đáng sợ, trong chớp mắt đuổi theo đánh ngất cô ra đường. Thì ra hung thủ thật sự là ông chủ tiệm khóa. Hắn túm tóc lôi xe ốc đi như con thú hoang. Ông chủ tiệm khóa rút dao chuẩn bị vung đòn kết liễu. Đúng lúc nguy cấp sát thủ Teso tới kịp thời, anh một tay đấm bay hắn ta. Teso còn chưa biết hắn là chủ tiệm khóa, chỉ biết rằng hắn đã giết 22 mạng người. Anh điên tiết đánh hắn như đánh con chó dại. Sau một hồn đánh chán chê, anh vốn định kết liễu tên này, không ngờ lúc sắp ra tay đột nhiên Vu Tắc ngăn cản. Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vu Tắc. Biết ông ta lấy cô gái Seok ra làm mồi nhử, Teso cảm thấy bực mình rút dao đâm sát thủ thì bị Vu Tắc bắn vào tay. May mắn là Seok không bị thương nghiêm trọng, Vu Tắc hết cách mới phải dùng hạ sách này. Thì ra ông biết hung thủ muốn trở thành kẻ soát nhân nổi tiếng nhất Hàn Quốc, nên giả vờ bắt đàn em của Ma Đông Súc thế mạng, sau đó lại loan tin khắp trên phương tiện truyền thông. Hung thủ tâm thần không thể chịu được khi người khác nhận mất tội của hắn, nên mới nóng lòng ra tay để chứng minh bản thân. Cùng lúc này, Jong Moon siêu thông minh đang phỏng vấn hung thủ. Anh hỏi hắn có 23 nạn nhân sao lại chỉ có 22 ống máu. Tên này mới khai có một nạn nhân không phải hắn giết. Mọi người nghe đến câu này đều phải bàng hoàng. Như vậy có thể thấy là một hung thủ còn có một người khác nữa. Đúng lúc này người của sở cảnh sát bước vào, tạm thời họ bắt cả ba nam chính về nhà tù vì nghĩ rằng vụ án đã được phá giải. Vu Tắc không hài lòng với việc này nhưng không thể làm gì hơn. Không may tối hôm đó có một cô gái bị bắt nhốt. Cô gái tỉnh lại thấy mình trong một căn nhà hoang đã bị khóa xích ngoài. Cô vội vàng gọi điện báo cảnh sát, nhưng vừa mới nói ra địa điểm thì soát nhân đã đạp cửa vào. Hôm sau cảnh sát khu vực đó bị cục trưởng gọi đến trách mắng. Họ có tận 4 tiếng đồng mà vẫn để soát nhân mang cô gái đi. Cục trưởng nổi giận đùng đùng, nhưng vị cảnh sát nói họ cũng rất khó khăn vì dạo này quá nhiều vụ án. Cục trưởng tức giận đuổi anh ta ra ngoài, xem chừng không có cách nào ngoài mời biệt đội bất hảo. Vu Tắc theo lệnh lập tức vào chạy ra mời Teso. Teso cũng đồng ý ra ngoài bắt tội phạm để được giảm án. Nhưng đến khi thanh tra gặp Ma Đông Súc, anh béo tức giận vì cảm thấy bị lợi dụng, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý ra ngoài mong được giảm án. Chỉ có Jong Moon là người bình tĩnh nhất, lập tức đồng ý luôn. Biệt đội bất hảo lần nữa tập hợp, Mi Răng đưa bọn họ đến hiện trường. Nạn nhân đi qua đây thì bị người ta đánh ngất và bắt đi, hơn nữa bên cạnh còn là nơi hung thủ sinh sống. Mọi người vào trong hiện trường, Teso thấy một chiếc điện thoại trước cửa liền nhét vào túi. Thực ra đó là điện thoại của nạn nhân rơi ra, bên trong chính là nơi cô gái bị giam cầm. Thư ký nói tối qua hung thủ cắt nhỏ cô gái thành 356 mảnh rồi rời khỏi hiện trường. Nhưng Jong Moon thông minh suy đoán hung thủ không làm vậy, vì cô gái đã báo cảnh sát nên hắn sẽ phải rời đi ngay. Dù có giỏi đến mấy cũng không dám ở lại phân nhỏ thi thể. Lúc này Vu Tắc đi đến báo tin còn một nạn nhân khác. Vậy chỉ có một khả năng là hung thủ đang xử lý cái xác trong nhà vệ sinh. Khi nghe cô gái bên ngoài gọi điện liền đánh ngất cô rồi bỏ trốn, đồng nghĩa với việc cô gái kia vẫn còn sống sót. Lúc này Vu Tắc chợt phát hiện dưới đất có vết kéo lê. Ông lật tủ lạnh ra, bên trong lại còn một tủ lạnh khác. Thứ bên trong khiến mọi người đều phải bàng hoàng. Hóa ra bọn ở đây kinh doanh nội tệ. Họ cần khẩn cấp tìm cô gái, hy vọng vẫn có thể cứu. Chuyển cảnh tên hung thủ đang gọi điện để bán người. Quả nhiên cô gái vẫn còn sống, bị nhốt trong container chờ mổ nội tệ. Phía Jong Moon thông qua camera phát hiện một vấn đề. Lúc cô gái bị bắt bên cạnh còn có đồng bọn giúp hắn. Bên này Đông Súc lại tìm tới tên đàn em nhờ hắn giúp. Anh đưa cho hắn một tấm quảng cáo mua bán thận, yêu cầu tên này đi làm mồi nhử cùng anh. Phía Teso cầm chiếc điện thoại mới nhặt được ở hiện trường, anh mang đến tiệm chuyên mua điện thoại ăn trộm nhờ mở khóa giúp. Ông chủ tưởng cảnh sát ngầm nên từ chối ngay. Teso bực mình ra tay đánh cho tụi này một trận, trong chớp mắt đánh gục tất cả đàn em. Ông chủ sợ hãi lập tức khai ra tất cả, bao gồm cả địa chỉ băng nhóm buôn nội tệ ở đây. Phía Ma Đông Súc bắt đàn em đi gặp bọn buôn thận, còn bắt tên béo đứng được ở ven đường làm mồi nhử. Rất nhanh người của đối phương đã đến đón. Tên béo nói mình bị bệnh xơ gan và tiểu đường, 3 năm nay chưa từng tắm khiến nội tạng đã hỏng. Đối phương nói đã liên hệ mua thì đừng có hối hận. Nói xong liền dẫn anh béo đi theo. Ma Đông Súc cũng cẩn thận bám theo sát đít. Cùng lúc này Teso theo địa chỉ tên kia giới thiệu tìm đến ông chủ buôn người. Hắn ta liên tục nói việc này kiếm được nhiều tiền lắm, đồng thời hắn nuôi rất nhiều cô gái tay vịn ở đây. Cô gái nào không nghe lời tôi sẽ phanh thây và bán nội tạng. Teso cảm thấy thật kinh tởm tên này. Đợi sau khi vào trong phòng riêng, Teso liền ra tay đập đầu tên này xuống bàn, sau đó lấy tài liệu về cô gái mất tích rồi rời y khởi. Anh báo tin về cho thư ký số điện thoại của nạn nhân để họ định vị. Bên này tên béo đã bị bọn buôn nội tạng đưa vào quán. Đang lúc Đông Súc định chơi liều thì thanh tra Vu Tắc xuất hiện. Thế là ba người quyết định vào nơi bán người này. Đông Súc vào trong rất nhanh đấm tên lúc nãy, kẻ bên trong mới là lão đại thật sự. Hắn đang hỏi anh béo muốn bán nội tạng bao nhiêu. Anh béo sợ quá muốn từ chối để về, nhưng bọn chúng quyết định mổ luôn anh béo lấy hết ngũ tạng. May rằng lúc sắp mổ Ma Đông Súc tới kịp thời, lão đại vừa nhìn đã muốn cho người thịt luôn Ma Đông Súc. Hắn lập tức ra lệnh đàn em xông lên. Chúng nào đâu biết anh là ma vương đánh đấm, vì đối phương quá đông nên Ma Đông Súc cũng dính nhiều đòn. Cảm thấy chiến sự quá căng thẳng, anh béo thôi tự mình lặn xuống nước cho lành. Bên trên Ma Đông Súc đánh nhau cực kỳ vất vả, còn anh béo thì cứ ngoi lấy hơi rồi lại lặn xuống. Ngay lúc Ma Đông Súc đang bị bao vây, Vu Tắc bên cạnh mở bình ga rồi cầm sẵn bật lửa. Tên đại ca vội kêu anh từ từ. Anh béo thấy vậy thôi lại tiếp tục lặn xuống nước. Vu Tắc đe dọa sẽ cho nổ tung nơi này. Lão đại hết cách đành phải khai ra tung tích tên bắt cô gái. Cùng lúc này cô gái đang ở trong container đạp cửa. Có người đi ngang qua vô tình nghe thấy tiếng động, anh tốt bụng mở khóa giải cứu cô gái ra. Nhưng bất ngờ tên hung thủ bắt cô gái xuất hiện, hắn lập tức sát hại người thanh niên tốt bụng này. Sau đó hắn đưa cô gái đến lò mổ. Đồng thời nữ thư ký có được thông tin vị trí liền báo cho Teso. Teso lập tức phóng như điên đi giải cứu. Trùng hợp với lúc cả Vu Tắc và Đông Súc cũng đến đây, bốn người vội vàng đi nhanh vào lò mổ. Bên trong lò mổ bọn chúng cũng cho cô gái lên bàn. Ai ngờ ngay trước khi mổ cô gái lại tỉnh dậy hét lớn.
trong khi bên ngoài bốn người vẫn chưa tìm thấy tung tích đâu. Đang lúc bế tắc thì họ nghe thấy tiếng hét thất thanh. Bên trong tên soát nhân bực mình đập chích cô gái, hắn tàn ác đập chích nạn nhân rồi mới lấy nội tạng. Ngay lúc chưa kịp mổ thì nhóm người của mình xông vào, Đông Xúc đấm thẳng vào mồm tên xúc vật, sau đó bẻ gãy luôn một tay của hắn. Vu Tắc vào trong thấy cô gái bất động trên giường, ông đau lòng nhớ tới con gái của mình cũng bị như vậy, đều là bị lũ xúc vật này hại chết. Ông điên tiết rút súng định bắn tên hung thủ. Không ngờ lúc này cô gái bỗng tỉnh lại, Vu Tắc thở phào nhẹ nhõm như một phép màu. Lần đầu ba tên tội phạm thấy cảm động như vậy, cảnh sát sau đó đến hiện trường đưa bọn này đi. Nhưng tên khốn nạn vẫn tỏ vẻ mặt kiêu ngạo, Vu Tắc thấy ân hận vì lúc nãy không bắn nát hắn. Cô gái được cứu nhìn về phía ông ấy bày tỏ sự cảm ơn. Cảnh này bị ba nam chính nhìn thấy, lần đầu họ cảm nhận được niềm vui cứu người. Vu Tắc mong cả ba mãi mãi ghi nhớ cảm giác này. Lần hành động này mỗi người được giảm án 5 năm tù giam. Trước mắt Ma Đông Xúc chỉ còn 19 năm tù nữa, anh vui vẻ rút chim ra đái bên đường. Bất ngờ một chiếc xe xuất hiện bắt anh ấy mang đi. Đông Xúc bị trói mang tới một tòa nhà hoang vắng. Người xuất hiện trước mặt là đại ca cũ của anh. Đại ca đưa ảnh Rong Mun ra kêu Ma Đông Xúc phải giết hắn, bởi vì tên này đã giết một người thân của đại ca. Phía Rong Mun lúc này tìm đến một công ty chuyên tìm người. Anh cần tìm Dung Gúc, kẻ nắm giữ ký ức, bởi vì Rong Mun thường xuyên mất trí nhớ, nên anh đã dùng số tiền lớn cho một người thầm chụp ảnh lại cuộc sống của mình. Sau 2 năm anh ở tù, tên này đã mất tăm tích. Bây giờ Rong Mun cần tìm lại hắn để lấy lại ký ức của mình. Bên này nhóm của thanh tra đang lo lắng vì Đông Xúc mất tích. Bất chợt Ma Đông Xúc quay trở về nói phép mình bị đi lạc. Anh nhìn sang Rong Mun băn khoăn khi nào sẽ ra tay với cậu ấy. Lát sau cục trưởng gặp Vu Tắc nói việc hệ trọng. Ông báo rằng trận chiến sắp tới sẽ cực kỳ khó khăn, e rằng có người trong nhóm sẽ phải bỏ mạng. Cục trưởng mong Vu Tắc sẽ hạ gục được kẻ đứng sau. Vu Tắc nhận mệnh lệnh lập tức hành động. Ông thông báo với cả nhóm những tên buôn nội tạng họ vừa bắt chỉ là nhóm nhỏ, kẻ đứng sau quyền lực đáng sợ thao túng được cả chính quyền. Ngày nào nọ chúng cũng bắt rất nhiều các cô gái đi một mình. Một thời gian gây chấn động cả Đại Hàn Dân Quốc. Cảnh sát biết vị trí của bọn chúng nhưng bất lực vì không có chứng cứ. Hơn nữa bọn này phân công công việc rất rõ ràng, có người phụ trách bắt mồi, người thì phụ trách xẻ thịt, đám còn lại thì phụ trách phân phối trên thị trường. Vì vậy họ cần một mẻ lưới bắt chọn bọn chúng. Vu Tắc đề nghị trước tiên tóm ba tên phân phối này. Nhóm quân mình lập tức chia nhau đi bắt ba thằng phân phối. Rất nhanh chóng tóm được hai thằng, kẻ thứ ba nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Nhưng Teso chờ sẵn một cước đá ngất hắn ta. Kể từ khi ba kẻ phân phối bị bắt, tổ chức kia tự ý bán lẻ nội tệ, nên dễ dàng bị nhóm mình tìm ra tung tích. Đông Su bất ngờ xuất hiện đánh úp đám này. Anh liên tục bắt quả tang các con mồi nhỏ. Teso ở bên cũng bắt được nhóm khác. Chỉ trong vài ngày, Rong Mun bên này cũng bắt được rất nhiều thằng. Đám tay chân buôn nội tệ bị lôi hết về căn nhà cổ. Tại đây Ma Đông Xúc kêu thằng nào không khai thì lên đánh nhau với bố, khiến tất cả đám này ngồi im lặng cúi đầu. Từ lời khai của bọn này, Vu Tắc báo cáo với cục trưởng. Hóa ra bá chủ lớn của bọn buôn người là bà chủ Hoang. Con mụ này vốn là người Trung Quốc, bà ta chán buôn đỉa với móng trâu giờ quay sang buôn nội tệ. Cục trưởng cảnh báo bà ta đã mua chuộc rất nhiều quan chức lớn. Cùng lúc này, thư ký Mi Răng đang tra khảo một tên về địa chỉ của bà Hoang. Tên này cứng đầu nhất định méo nói. Mi Răng cay cú bỏ ra ngoài để sát thủ Teso vào trong. Teso không nói nhiều, lập tức chọc một bàn tay hắn. Nhận ra tên này vẫn cứng đầu, Teso lập tức chọc nốt bàn tay còn lại. Thấy tên kia đã đau tới ỉa ra quần. Bây giờ Teso mới hỏi bà Hoang ở đâu. Tên kia sợ mất mạng liền khai ra vị trí bà chủ. Cả nhóm lập tức lên đường đến chỗ bà ta. Vu Tắc cho biết đó là một tòa nhà lớn có khoảng 500 đàn em. Ở đây tất cả giao dịch đều được tiến hành. Vì nhiệm vụ tối nay mức độ nguy hiểm rất cao, nên Vu Tắc đề nghị vụ này mỗi người được giảm 10 năm tù. Con mụ mặt sẹo này chính là bà Hoang giết người không chớp mắt. Bà ta vừa bắt cậu nhóc về vì bố cậu nhóc nợ tiền bà ta. Trùng hợp số tiền này bằng giá đôi mắt của ông ấy. Bà ta bắt bố của cậu nhóc tới đây, sau đó liền đưa vào lò để lấy đôi mắt. Cùng lúc này biệt đội bất hảo đã tới tòa nhà. Vu Tắc dẫn theo ba người đi thẳng vào trong, giơ thẻ cảnh sát. Anh nói với bảo vệ muốn gặp bà Hoang xin tiền. Lũ bảo vệ cho vào nhưng họ phải để lại điện thoại. Bà Hoang bên trong nhận được tin nhắn người đã đến. Xem ra bà ta có tay trong ở cục cảnh sát gửi cho. Tối nay bốn người muốn ra ngoài e rằng không thể. Vu Tắc được một người đưa đi để gặp bà Hoang. Vu Tắc đang ở trong thang máy cùng một thằng, biết là không ổn ông rút súng ra thủ thế. Bên ngoài ba người đang bị bọn chúng dẫn đi thủ tiêu. Rong Mun cực kỳ thông minh lập tức phát hiện ra vấn đề. Anh nói chúng ta đã bị lộ. Lập tức bên trong thang máy Vu Tắc chiến đấu với tên kia. Ở bên ngoài đám bảo vệ cũng rút dao để thủ tiêu ba người. Trận chiến hỗn độn xảy ra hết sức ác liệt, nhưng quân mình nhờ có Ma Đông Xúc nên dễ dàng thắng thế. Teso báo với thư ký cảnh sát có nội gián, yêu cầu cô mau gọi cục trưởng gửi người hỗ trợ. Ai ngờ thư ký chưa kịp gọi tên cảnh sát bên cạnh đã ám toán cô. Thì ra anh ta cũng là người của bà Hoang. Bà ta vui vẻ xem camera chờ cả nhóm bị tiêu diệt. Lúc này thang máy mở ra, Vu Tắc đã bắn gục tên kia. Ông biết bà Hoang đang nhìn mình, Vu Tắc liền giơ súng lên bắn thẳng vào camera, khiến con mụ Hoang vô cùng tức giận. Rất nhanh lúc này đội đặc nhiệm SWAT đã tới tầng hầm. Đội trưởng nói với quân mình đổi súng thành dao tránh bị phát hiện. Hóa ra đội đặc nhiệm SWAT cũng là người của bà Hoang. Bà Hoang gọi điện tới nói sẽ cho hắn một tạ vàng, chỉ cần ông giết được bốn người bọn kia. Tên đội trưởng nghe xong vui như mở cờ trong bụng. Cùng lúc này bà Hoang qua loa phóng thanh ra lệnh cho toàn bộ 500 đàn em, ai giết được một người sẽ được thưởng 5 cân vàng. Bà ta treo thưởng cực lớn cho các sát thủ, khiến các sát thủ vội vàng lấy vũ khí lập tức truy tìm, đồng thời cho người cắt điện phong tỏa toàn bộ lối ra. Teso phát hiện tất cả cửa sổ đã bị khóa song sắt, trong khi 500 sát thủ cầm dao điên cuồng truy tìm khắp nơi trong tòa nhà. Đông Xúc đang đi bên này bất ngờ bị đánh trộm, bọn chúng dùng gậy oạt đập điên cuồng.
Ngay lúc nguy cấp, Jong Moon vội phang cả tấm kính vào chúng, kịp thời kéo được Dong Suk ra ngoài. Đây là lần thứ hai Jong Moon cứu anh, trận đấu ác liệt vẫn tiếp tục, nhưng Jong Moon vì cứu ma Dong Suk mà đã bị thương. Hai người hết cách vội vàng bỏ chạy, Dong Suk dìu Jong Moon bị thương lẩn trốn, không may vào phòng thi thể khiến họ kinh hoàng. Không biết mỗi ngày chúng xẻ thịt bao nhiêu người nữa, nhưng hết chỗ trốn nên hai người tạm thời nghỉ lại tại đây. Dong Suk hỏi lần trước cậu đã từ bỏ giảm án để cứu tôi, hôm nay sao cậu lại giúp đỡ nữa? Jong Moon nói anh ta không cần giảm án, thứ anh ta muốn chỉ là để hiểu rõ về bản thân mình. Tôi vẫn băn khoăn liệu có phải tôi đã giết 15 nạn nhân đó. Dong Suk ra ngoài xem xét tình hình, vừa ra ngoài nghe thấy tiếng động vội núp, thì ra là người của đội đặc nhiệm đến đây. Họ phát hiện vết máu lập tức theo đến phòng thi thể. Dong Suk nhìn chúng rút dao biết ngay là bọn phản bội, nhưng anh chợt nhớ tới lời đại ca là giết Jong Moon. Đại ca nói con gái của anh ta đã bị Jong Moon giết, nên muốn bắt Dong Suk phải giết Jong Moon trả thù, nếu không chính Dong Suk sẽ phải bỏ mạng. Dong Suk nghĩ bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, chỉ cần để yên là cậu ta sẽ đi đời. Bên trong đội đặc nhiệm đã tìm thấy Jong Moon. Jong Moon rất thông minh cũng hiểu ra đám này phản bội, dù bị thương nặng nhưng anh quyết không chờ chết, nhưng người đã bị thương đâu thể đánh lại đối phương. Jong Moon ngồi thụp xuống chờ bị lấy mạng, ai ngờ lúc nguy cấp Dong Suk lại xông vào. Anh bảo cảnh sát đặc nhiệm mở mắt nhìn xem trong phòng toàn là thi thể, sao có thể làm việc cho bọn độc ác như vậy chứ. Nhưng chưa dứt lời thì đám cảnh sát bẩn đã lao lên, ma Dong Suk thể hình vượt trội đánh gục bọn chúng. Thấy không ổn, tên đội trưởng rút súng bắn ma Dong Suk, may rằng Teso kịp thời cướp súng cứu anh. Hai người kết hợp đánh gục toàn bộ đám cảnh sát bẩn này. Dong Suk đỡ Jong Moon dậy cũng là lúc Vu Tak tới đây. Vu Tak chỉ bản đồ nói trong tòa nhà có một thang máy có thể thoát, nhưng để vận hành được thang máy cần có người tới tầng hầm khởi động lại nguồn điện. Nhiệm vụ quan trọng này giao cho sát thủ Teso. Teso lâu ngày không chém giết, hôm nay được ngày xả xả lắng, anh vung dao chém như cuồng phong, đi tới đâu đối phương đều gục xuống như ngả dạ. Chẳng mấy chốc đã tới được phòng kỹ thuật, anh đấu điện khởi động thang máy thành công. Ba người vội vàng vào thang máy di chuyển lên tầng thượng. Thang máy mở ra, quả nhiên bà Hoang đã ở trước mắt. Không ngờ rằng đối phương không rút lo sợ, bởi vì 300 đàn em của bà ta đang ầm ầm lao tới bên ngoài. Lúc này thư ký Mi Răng tỉnh lại thấy mình trong rừng, tên cảnh sát phản bội đang mải mê đào hố để chôn cô. Tranh thủ lúc đó Mi Răng vội cắt dây chói, tên kia đào huyệt xong quay lại không thấy người đâu. Thư ký bất ngờ lao tới cho hắn một sảnh ngất lị. Sau đó cô vội gọi điện cho cục trưởng ứng cứu. Bên này 300 đàn em đang lùng sục điên cuồng. Vu Tak cùng hai người khống chế bà ta đi trong thang máy. Họ dùng bà ta làm con tin đứng trước hàng trăm đàn em. Vu Tak đe dọa bọn kia hạ vũ khí xuống. Không ngờ đám đàn em không ai thèm hạ. Bà Hoang đột nhiên tuyên bố một câu xanh dờn: ai giết được họ có thể thay tôi nắm quyền tổ chức. Đám sát thủ nghe xong vô cùng vui mừng, chúng điên cuồng lao lên chứ cho phải bà. Rất nhanh một cuộc chiến vô cùng khốc liệt diễn ra, bốn người đấu với hơn 300 người, hơn nữa Jong Moon còn đang bị thương nặng. Nhưng lúc này bốn người đã không còn đường lùi, họ chỉ có thể bung hết sức quánh nhau tới chít. Vì quân địch quá đông nên quân mình nhanh chóng dính nhiều đòn, dần dần họ mất ưu thế, cả nhóm rơi vào tình trạng sắp tắt thở. Cũng may lúc này cảnh sát kịp thời tới nơi, lần này đích thân cục trưởng xuất hiện. Cảnh sát xịt phá kính xông vào nổ súng khống chế. Cục trưởng ra lệnh ai dám cử động bắn ngay tại chỗ. Nghe câu này Dong Suk tranh thủ đấm phát cuối cùng, biệt đội bất hảo thoát cảnh thập tử nhất sinh lập công trạng lớn, mỗi người đều được giảm án 10 năm tù giam. Riêng bà Hoang vẫn dáng vẻ không có chuyện gì, bởi bà ta tự tin có thể dùng tiền mua chuộc pháp luật. Mi Răng đi tới tặng bà ta một cú đấm cho bõ tức, nhưng họ không biết từ xa có người theo dõi bọn họ. Kẻ này báo về Jong Moon vẫn còn sống sót. Không ngờ lúc này tại công viên xảy ra một vụ án nghiêm trọng, tên sát thủ lấy súng ra khỏi vỏ bao lắp đạn, sau đó bắn ngẫu nhiên một người, cứ như vậy bắn liên tiếp nhiều người nữa. Nhóm của Vu Tak lập tức đến hiện trường, khung cảnh tang thương đến chảy nước mắt. Cảnh sát nói hung thủ bắn ngẫu nhiên không rõ động cơ, giữa ban ngày lại xảy ra chuyện đau thương như vậy, thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Thư ký nói hai ngày trước cũng xảy ra một vụ tương tự, có lẽ nào cùng một hung thủ hay sao. Quá tức giận, Vu Tak ra lệnh phá được vụ này, mỗi người giảm án 5 năm. Buổi tối Teso lập tức đến hiện trường dò xét. Tại hiện trường có 6 vỏ đạn, 6 viên đạn được bắn ra, 6 người đi đời. Xem ra người dùng súng là một tay bắn tỉa cừ khôi. Teso lập tức tới gặp người em của mình. Kang Won cũng là một tay bắn tỉa giỏi ở trường bắn. Teso hỏi có khi nào hung thủ lấy súng ở đây, nên nhờ Kang Won điều tra giúp xem có vụ nào mất súng. Bên này Ma Dong Suk cùng đàn em đang đi điều tra. Bên ngoài chợt xuất hiện một đàn em của lão đại. Dong Suk chợt nhớ lời lão đại nói trong tuần Jong Moon không chết thì người chết là anh, cũng có thể nói hôm nay là ngày chết của Ma Dong Suk. Bên này Jong Moon siêu thông minh đã tìm ra manh mối quan trọng. Anh nhận ra hai nạn nhân cuối của hai vụ án đều làm cùng một công ty, hơn nữa họ đều là trưởng phòng lớn, hơn nữa hung thủ bắn vợ của họ trước khi bắn họ, có thể thấy kẻ này có mối thù sâu đậm với hai nạn nhân trưởng phòng kia. Cùng lúc này Mi Răng ở nhà xem camera giám sát, phát hiện cả hai vụ án đều có một chiếc taxi xuất hiện ở hiện trường. Đây có thể là xe của hung thủ. Ngay lập tức cô báo tin này cho Ma Dong Suk. Ma Dong Suk cùng đàn em liền lái xe đuổi theo chiếc taxi này. Đúng lúc gặp đèn đỏ, Ma Dong Suk đi tới đạp gãy gương hắn ta. Anh cứ nghĩ tên này là hung thủ, ai ngờ đúng lúc này tiếng súng săn lại vang lên. Hung thủ thực sự đang bắn người ngay trước mắt Ma Dong Suk. Con phố lập tức trở nên hỗn loạn. Hung thủ vừa bắn vừa nói vì sao lại đối xử với tôi như vậy. Hắn ta quay lại nhìn Ma Dong Suk, nhưng súng hết đạn nên đành bỏ chạy. Ma Dong Suk lựa chọn ở lại cứu người thay vì đuổi theo hắn ta. Bất ngờ lúc này một chiếc xe dừng lại, chính là đại ca.
Đại ca nói 2 tuần đã trôi qua mà cậu chưa giết xong Moon, vậy thì đi chết đi nhé. Đợi khi Gutak tới hiện trường, hung thủ và ma đông xúc đã biến mất. Hôm nay có 1 người chết và 4 người bị thương nặng. Thư ký nói người chết lại là phó phòng của công ty kia. Đồng thời vòng chân của ma đông xúc đã mất tín hiệu. Cùng lúc này ma đông xúc đã bị bắt tới trước mặt lão đại. Lão đại cho anh nói lời cuối cùng trước khi xuống tay. Ma đông xúc nói anh đang điều tra vụ án giết người hàng loạt. Nếu em chết ở đây bọn họ sẽ không thể bắt được tên hung thủ kia. Vừa rồi anh cũng thấy hắn tàn ác thế nào mà. Ma đông xúc này, xin đại ca cho mình bắt được hung thủ rồi hãy giết. Bên này người em báo tin cho Teso manh mối. Nửa tháng trước có trưởng bắn bị mất 1 khẩu súng săn. Trước khi đi người em còn nói em mới bị anh cả cắt 1 chân. Cậu dặn Teso hãy cẩn thận kẻo đại ca sẽ lấy mạng anh đó. Sau đó Teso nhận được điện thoại của Ma Đông Xúc. Ma Đông Xúc kể hung thủ đã nói một câu ở hiện trường. Vì sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Đông Xúc nhờ Teso nhất định phải bắt được hung thủ. Sau đó lập tức tắt điện thoại đi. Nhưng Teso chưa kịp về báo cáo đã bị vài tên lạ mặt chặn đường. Họ tới để thuê Teso sát hại đồng đội của anh là Jong Moon. Teso không muốn vì tiền mà phản bội đồng đội, thế là lập tức bật lại đám người này. Trong chớp mắt anh hạ gục toàn bộ bọn chúng. Teso tra hỏi ai là kẻ đã thuê chúng mày, nhưng chưa kịp hỏi thì cảnh sát đã tới. Teso vì đánh nhau và phải bắt vào đồn, anh báo với Gutak địa chỉ một trường bắn tỉa bị mất súng săn. Bây giờ cả nhóm chỉ còn biết dựa vào Jong Moon, người thông minh nhất. Qua lời của ông chủ trường bắn, trước đây thường có 2 người tới tập luyện cùng nhau, từ sau khi mất khẩu súng thì họ cũng không tới nữa. Gutak và Jong Moon lập tức chia nhau đi kiếm 2 người này. Jong Moon phá cửa xông vào lập tức bắt được 1 tên. Bên này Gutak tới chỗ thằng còn lại thấy rất nhiều đạn trên bàn, đồng thời có 1 bức ảnh gia đình của hắn, nhưng tên này đã biến mất tiêu. Gutak lập tức về tra khảo tên hung thủ còn lại. Hắn ta nói mình giết người cũng chỉ vì bị tên kia ép, đồng thời khai ra tên kia vẫn còn định làm thêm 1 vụ nữa, với mục đích sát hại giám đốc công ty. Quả nhiên lúc này tên sát nhân còn lại đang xem ảnh giám đốc. Hắn trốn ở chiếc taxi chờ thời cơ ra tay, thậm chí còn lắp đạn vào súng rất là sẵn sàng. Hôm sau Gutak sắp xếp cho giám đốc đi bộ ngoài công viên làm mồi nhử, đồng thời cho rất nhiều mật vụ mai phục xung quanh, trong đó có cả Jong Moon siêu thông minh đứng cạnh. Rất nhanh tên hung thủ đã vác súng tới hiện trường. Hắn cầm khẩu súng săn từ từ nhắm chuẩn ngắm bắn. Giám đốc đứng đó hoàn toàn không biết gì. Rất may Jong Moon siêu thông minh phát hiện hắn ta. Ngay lúc hắn ngắm giám đốc chuẩn bị bóp cò, Jong Moon kịp thời gọi tên sát nhân, không ngờ hắn vẫn đứng lên bắn ông giám đốc. Rất may rằng súng bị kẹt đạn, tên này sợ hãi bỏ chạy tụt quần. Hắn dùng súng khống chế một cô gái làm con tin. Jong Moon bình tĩnh bảo anh không được kích động, đồng thời nói ra hết động cơ giết người của tên này. Hóa ra giám đốc công ty vì biển thủ công quỹ đã gây thất thoát ngân sách nên mới đuổi việc 20 người để bù vào. Trưởng phòng trực tiếp ra lệnh đuổi việc anh ta, khiến tên này rồ lên mà trả thù. Hắn giết nhiều người vô tội kèm thêm để cảnh sát không thể suy luận. Nào ngờ Jong Moon quá thông minh liền đọc hết được bệnh của hắn. Anh tiến lên chửi mắng tên này quá dã man và nhẫn tâm. Anh vừa nói vừa tiến đến họng súng của hắn. Nếu mày muốn giết người thì giết luôn tao đi. Jong Moon vừa nói vừa giữ chặt khẩu súng vào mình. Tên hung thủ tự dưng sợ hãi không dám bắn. Thế là Jong Moon chớp thời cơ cướp luôn khẩu súng hắn ta. Anh dí thẳng súng vào mặt của hắn chuẩn bị bóp cò, nhưng chưa kịp bóp thì Gutak đã tới cản lại. Nhờ vậy mà tên soát nhân không bị nát cái mặt ra. Lúc này một nhân vật mới xuất hiện đến gặp Gutak. Anh ta là công tố viên trang kẻ cực kỳ tham vọng chức quyền. Hắn được cử đến để giám sát hoạt động của nhóm biệt đội bất hảo. Sau này toàn bộ vụ án đều phải giao lại cho hắn. Gutak cay cú nhẫn nhịn rời đi. Bên này người của băng đảng đại ca đưa Đông Xúc lên xe đi chôn. Lát sau nhóm người đào một cái huyệt lớn trong núi. Đại ca dự định chôn sống ma Đông Xúc ở đây. Anh ném trả cái nhẫn 25 năm trước Đông Xúc đã tặng. Sau đó đại ca rời đi để đàn em ở lại hất đất và ma Đông Xúc. Không lâu sau nhóm người của Gutak theo định vị vòng chân tới nơi, cũng vừa kịp lúc nhóm đàn em chôn xong định rời khỏi. Teso không nói nhiều ra tay hạ gục toàn bộ nhóm này. Đẳng cấp của vua sát thủ đúng là khác bọt. Gutak hỏi tung tích của ma Đông Xúc nhưng tên kia nhất định không khai. Đúng lúc tưởng chừng tuyệt vọng, ma Đông Xúc bỗng thò tay ngoi từ dưới đất lên. Đại ca gọi điện bảo tôi đã tha mạng cho cậu rồi, đồng thời đã bật định vị để người của cậu đến đón. Kể từ nay tình nghĩa hai anh em mình chấm dứt từ đây. Đại ca còn đang nói thì bất ngờ bị một chiếc xe chặn đường. Lái xe chưa kịp nói gì đã bị tên lạ mặt đâm chít. Đại ca vội vàng trèo lên ghế lái, nhưng chưa kịp chạy đã bị tên kia đập vỡ kính xe. Đại ca hết cách chỉ đành xông ra đánh nhau với đám sát thủ, nhưng sát thủ rất đông bao vây lấy đại ca. Đông Xúc bên này gọi điện mãi đại ca không nghe máy. Bên này anh ấy vẫn đang đánh nhau với đám sát thủ, nhưng mau chóng bị dính nhiều đòn, rất nhanh hoàn toàn đã bị khống chế. Đại ca nhìn lên mới biết đàn em phản bội anh. Tên này lập tức vung chảy đập đại ca vỡ nát. Đông Xúc nghe tiếng đập mà lòng hoảng loạn. Anh nói với Gutak, đại ca xã hội đen của tôi bị bắt mất rồi. Mà Đông Xúc cầu xin Gutak đi cứu đại ca. Thư ký nói cảnh sát giải cứu xã hội đen thật là vô lý. Nhưng Gutak thật ra là bạn thân của đại ca. Ông nói phép băng đảng mà mất đi thủ lĩnh có thể xảy ra bạo loạn lớn. Lúc này đại ca bị tỉnh lại ở sau cốp xe. Gutak hiểu có lẽ trong băng đảng đã xảy ra hỗn loạn nội bộ. Tổng cộng đại ca có 10 thống lĩnh dưới quyền, mỗi người phụ trách một tỉnh khác nhau. Hung thủ chắc chắn là một trong 10 người này. Ma Đông Xúc liền tổ chức họp băng đảng để tìm ra hung thủ. Mà bản thân anh trong băng đảng vốn là lão nhị, chỉ đứng sau đại ca. Ma Đông Xúc cẩn thận quan sát một lượt 10 thống lĩnh. 10 thống lĩnh ngồi ngay ngắn chờ lệnh. Ma Đông Xúc nói đại ca bận nên không thể xuất hiện. Đại ca có việc nhờ anh nói với mọi người. Tiền thuế mỗi tháng mọi người nộp sau này tăng thêm 30%. Lời vừa nói ra anh liền quan sát phản ứng của họ. 9 thống lĩnh bất mãn có thể loại trừ, chỉ còn lại tên Muji mặt có vết xước là có biểu cảm che giấu. Xem ra anh ta chính là thủ phạm. Lát sau khi hắn rời đi, Ma Đông Xúc
Súc liền gọi cho thanh tra Gu Tắc theo dõi hắn. Quả nhiên đại ca đang ở trong cốp xe của đàn em Muji. Hắn ta gọi điện báo đàn em đưa đại ca ra bến cảng thủ tiêu. Cuộc gọi này bị nhóm mình nghe lén hết. Bây giờ bọn họ phải chia thành hai đường đi hành động. Đông Súc lái xe đưa Taiso và Rong Mun đi cứu đại ca, còn Gu Tắc ở lại dẫn theo một đám côn đồ gậy gộc. Họ xông vào trong căn cứ của tên phản bội Mujin. Gu Tắc nổ súng một thằng, sau đó đe dọa ép tên Mujin ra mặt. Gu Tắc ngồi nói chuyện với hắn kéo dài thời gian. Cùng lúc này ba người đã tới bến cảng. Họ rút vũ khí ra rồi đồng loạt tiến lên. Ai ngờ mở cửa vào trong lại không thấy ai cả. Đông Súc vội báo tin này về cho Gu Tắc, nhưng chưa kịp nói thì đám đàn em phản bội đã bao vây tới đây, mà dẫn đầu bọn chúng cũng là một thống lĩnh khác. Hắn ta muốn diệt luôn cả Mujin và đại ca để lên nắm quyền. Đông Súc không nói nhiều lập tức lao vào cận chiến. Lại một lần nữa ba người đấu với trăm người. Cũng may bọn họ toàn những người đẳng cấp, đối phó với bọn đàn em cũng không khó khăn gì. Taiso bỏ lỡ một cuộc điện thoại quan trọng, tên đại ca gọi anh không thấy nghe máy. Hắn liền lấy súng và đưa cho em út của Taiso. Sau đó cả hai đi giết ai đó. Bên này cuộc hỗn chiến vẫn đang diễn ra, nhóm quân mình hoàn toàn chiến thắng áp đảo. Ma Đông Súc gọi điện cho tên phản bội mau thả người, nhưng hắn ta hiểu thả đại ca ra thì cũng không giữ được tính mạng. Tên này vẫn quyết định giết địa ca và trốn ra nước ngoài. Đại ca bị nhốt sau cốp xe bất chợt nhìn thấy điện thoại, đại ca lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Mi Răng liền báo vị trí đại ca cho Ma Đông Súc, anh mau chóng dồ ga phóng để đuổi theo. Đó là một chiếc xe màu đen không rõ biển số. Gu Tắc liền bảo đại ca cố gắng mở cốp ra để quân mình xác định được xe, nhưng đại ca gạt lẫy thế nào cũng không mở được. Rong Mun rất thông minh bảo ông mau đạp hỏng đèn phía sau. Đại ca nghe lời cố gắp đạp được đèn xe rơi xuống. Đông Súc phía sau lập tức xác định được xe mục tiêu. Không ngờ có người qua đường nói với họ đèn sau rơi rồi. Bọn phản bội liền phát hiện có người theo dõi, chúng vội đột ngột chuyển hướng, khiến một đống xe phía sau phanh gấp gây tắc đường. Dung Un rất thông minh trộm một mô tô đuổi theo, anh dùng gậy đập kính xe khiến chúng mất lái phanh gấp lại. Bọn côn đồ ngất hết vì bị đập đầu. Rong Mun mở cốp xe cứu đại ca. Đại ca cũng không ngờ người cứu mình lại là kẻ phải giết. Anh ta cầm dao đi tới phía sau Rong Mun. Dù sao người thần bí ra lệnh cho đại ca phải giết anh ấy. Đại ca bất ngờ đâm vào tay Rong Mun một cái, còn nói rằng cậu chết đi thì tất cả sẽ ổn. Rong Mun cũng rút gậy ba tong ra phòng thủ. Đúng lúc hai người sắp chiến thì Ma Đông Súc tới cản lại. Anh nắm chặt con dao cầu xin đại ca tha mạng cho Rong Mun. Đại ca ban đầu còn căm phẫn, nhưng thấy Đông Súc thành khẩn cuối cùng cũng buông con dao. Đại ca buông lời cảm ơn Gu Tắc rồi rời khỏi. Lát sau khi cả nhóm họp trong nhà, Rong Mun hỏi Đông Súc rốt cuộc kẻ thần bí ra lệnh cho đại ca giết tôi là ai, nhưng quả thực Đông Súc cũng không biết rõ. Sau vụ này cả nhóm trở lại trại giam, Taiso cũng rất băn khoăn không hiểu rốt cuộc ai là kẻ đứng sau muốn giết Rong Mun đến vậy. Hôm sau Gu Tắc báo tin sư phụ của Taiso chết rồi. Taiso đến nhà xác nhìn mặt sư phụ, dù gì cũng là người nuôi anh lớn nên Taiso rất đau lòng. Taiso nhận ra sư phụ bị đâm một nhát duy nhất xuyên tim qua động mạch nách, cho thấy hắn nằm trong top 3 sát thủ giỏi nhất nước Hàn. Lúc này Gu Tắc nhận được tin nhắn họp khẩn. Hóa ra là công tố viên Ô đã đợi sẵn ở căn cứ. Bây giờ anh ta đã có được quyền lãnh đạo biệt đội bất hảo. Công tố viên Ô qua dấu vân tay hung thủ để lại, chiếu lên hình ảnh hung thủ là em trai của Taiso. Taiso biết chuyện này là không thể. Cả nhóm tới nơi đã thấy em trai mất rồi. Cảnh sát nói anh ta mắc tổ tự soát vé. Taiso biết là không phải, bởi vì em trai anh dự định tháng sau kết hôn. Bạn gái cậu ấy vô cùng đau lòng khóc không thành tiếng. Taiso hứa với cô em dâu hụt, anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ đứng sau. Taiso nhớ lại em trai từng nói hãy cẩn thận với anh cả. Rõ ràng việc này là do anh cả đã làm. Trong ba sát thủ thì anh cả là người giỏi nhất. Taiso báo tin này cho Gu Tắc. Hung thủ giỏi như vậy chắc chắn là anh cả của tôi. Nói xong Taiso đi gặp người môi giới hỏi thăm tin tức anh cả. Nhưng bây giờ ông Kim đã về hưu, vì vậy người liên lạc đã đổi thành một người trẻ khác. Bên này Gu Tắc tới hiện trường em trai Taiso đã chết để điều tra. Ông dựa theo vết máu cuối cùng tìm thấy một bức ảnh dưới bàn. Không ngờ bức ảnh lại là Rong Mun. Cùng lúc này Rong Mun cũng đang xem camera khi xảy ra vụ án. Ai ngờ đột nhiên một bọn xã hội cầm ống tít đi vào. Cũng may Ma Đông Súc kịp thời xuất hiện đánh gục tụi này. Bên này Taiso đã tìm được người liên lạc, anh đè hắn xuống bồn tắm xịt nước nóng để tra khảo rốt cuộc là kẻ bí ẩn nào đã thuê giết Rong Mun. Nhưng hắn ta nói không biết mặt, chỉ biết rằng kẻ bí ẩn sau đó đã thuê anh cả của Taiso giết Rong Mun. Cùng lúc này Rong Mun đang đứng một mình, bất ngờ có kẻ đi qua đâm dao vào nách anh ấy. May mà Ma Đông Súc kịp thời đưa anh ta đi bệnh viện. Taiso biết tin cũng tới nơi. Gu Tắc cho biết trên dao có dấu vân tay của Ma Đông Súc. Xem chừng bọn sát thủ lần này thích đổ tội cho người khác. Gu Tắc băn khoăn không biết kẻ bí ẩn đứng sau là ai. Taiso nói người liên lạc có biết mặt hắn, nhưng hai người tới nơi thì người liên lạc đã bị sát hại. Cùng lúc này tên sát thủ vừa đâm Rong Mun bị anh cả của Taiso gọi tới. Anh cả lập tức bẻ cổ sát hại hắn vì không hoàn thành nhiệm vụ. Đến bây giờ ta mới biết mặt của anh cả của Taiso. Anh cả sau đó hẹn gặp Taiso ở bến cảng. Hắn tiết lộ sát thủ đã tới bệnh viện để sát hại Rong Mun. Quả nhiên lúc này sát thủ đã tới viện. Hắn lấy ra thuốc độc để tiêm vào ống truyền. Bất ngờ Ma Đông kịp thời bắt lại, anh tung cú đấm như trời giáng vào mồm. Tên sát thủ siêu giỏi này cũng phản công dữ dội, nhưng dù sao cũng không phải đối thủ của Ma Đông Súc. Bên này Taiso hỏi anh cả vì sao giết sư phụ và em út. Anh cả nói kẻ bí ẩn ra lệnh cho tôi giết cậu. Sư phụ và em út muốn bảo vệ cậu nên tôi giết luôn. Sau đó ngụy trang thành vụ án như hồi lúc nãy. Taiso nghe vậy vô cùng căm phẫn, anh đeo găng tay đen sẵn sàng, sau đó lao vào sống chết một mẻ với tên anh cả điều cáng. Hai sát thủ giỏi nhất Hàn Quốc lao vào hỗn chiến ác liệt, anh cả nhờ có dao nên chiếm chút lợi thế, chớp mắt đã cắt được vỏ cánh tay Taiso. Lúc nguy cấp Taiso lấy ván gỗ đập lại, sau đó dùng mảnh gỗ nhỏ làm vũ khí thay dao. Nhờ bản lĩnh anh đâm được vào đùi của hắn, nhát tiếp theo đâm vào nách anh cả.
chỉ dùng mảnh gỗ mà Teso đã chiến thắng hoàn toàn. Bây giờ Teso chỉ cần vặn dao là anh cả sẽ chết. Nhưng bây giờ cậu ấy đã thay đổi, không muốn giết người. Anh nói dù gì chúng ta cũng là người một nhà, lỗi không phải do anh mà do kẻ bí ẩn đã thuê anh giết. Nhưng anh cả quá ân hận vì đã giết cả em út và sư phụ, nên hắn tự xử sau đó chết trước mặt Teso. Teso buồn bã trở về nhà gặp Seok. Cô gái lần nữa cảm ơn anh vì lần trước đã cứu mạng. Teso định thú nhận mình đã giết chồng cô nhưng không đủ can đảm. Anh ra cầu thang ngồi khóc một mình vì hôm nay mất cả sư phụ và hai anh em. Bên này Jongmun đã tỉnh lại, điện thoại để trên bàn có tin nhắn thoại gửi tới, báo đã tìm thấy người nắm giữ ký ức của anh. Jongmun nghe tin lập tức mặc áo ra khỏi viện. Anh dựa theo địa chỉ tìm đến nơi gặp được Jungkook. Jongmun muốn hỏi xem rốt cuộc có phải tôi đã giết 15 nạn nhân. Không ngờ câu trả lời của anh ta là thật. Ngày đó, mỗi ngày tôi đều đi theo anh chụp ảnh. Sau mỗi chỗ anh rời đi đều có án mạng xảy ra. Câu chuyện giữa hai người đều bị Gu Tak bên ngoài nghe rõ, bởi vì con gái Gu Tak là một trong những nạn nhân năm đó. Tên kia lúc này đưa toàn bộ ảnh chụp lại cho Jongmun. Cứ 8 giờ tối thứ ba mỗi tuần Jongmun sẽ ra ngoài tìm con mồi. Đợi họ vào nhà anh sẽ vào theo. Khoảng một tiếng đồng hồ anh mới đi ra thì nạn nhân đều bị sát hại. Jongmun nói nhưng anh đâu có thấy tôi giết người. Jongmun nhìn đống ảnh thấy lần nào cũng có một chiếc xe màu đen, cảm thấy anh vẫn còn đồng đội. Xem ra chiếc xe màu đen này là manh mối duy nhất. Gu Tak cứ nghĩ Jongmun giết con gái mình, nên hôm đó đi theo Jongmun và rút súng. Ông chỉ muốn chút nỗi hận trong lòng. Đúng lúc định bắn thì có xe cảnh sát đi tới. Gu Tak đành phải dừng tay, thì ra là công tố viên và Mi Jang đến đón. Lát sau Jongmun được đưa về tới bệnh viện. Gu Tak đã chờ sẵn hỏi cậu có vui khi giết con gái tôi. Nói xong liền giơ súng về phía cậu ấy. Jongmun rất thông minh hỏi lại ông có chắc chắn là tôi giết con gái ông. Nếu như ông muốn biết sự thật, vậy thì hãy giúp tôi tìm ra manh mối. Câu nói khiến Gu Tak bình tĩnh trở lại. Jongmun nhờ thanh tra tìm giúp mình chiếc xe màu đen. Đây là manh mối duy nhất giúp tìm ra hung thủ thực sự. Gu Tak liền tới cục cảnh sát để điều tra chiếc xe. Người bạn mau chóng tìm được tên chủ xe là Jin Suk. Tên này là kẻ lái taxi phi pháp nhiều năm. Gu Tak lấy thông tin rồi vội vàng rời khỏi. Anh trở về viện báo tin này cho Jongmun. Hai người ra ngoài gọi tên lái xe phi pháp này tới đón. Jongmun nhìn hắn liền nhớ lại chính kẻ đi cùng mình mỗi lần giết người. Anh ta cũng hoảng sợ khi thấy Jongmun, nhưng chưa kịp bỏ chạy đã bị Jongmun bắt lại đánh một trận. Tên này vội khai tôi chỉ làm theo lời bác sĩ Kim. Hai người lập tức tới bệnh viện để gặp tên bác sĩ này. Đáng tiếc vào trong không thấy bác sĩ Kim đâu. Y tá nói bác sĩ Kim đã chuyển đi nơi khác một năm trước. Hai người theo địa chỉ tìm tới một vùng quê nghèo. Lúc này bác sĩ Kim xuất hiện, hắn nhìn thấy Jongmun liền bỏ chạy tụt quần. Gu Tak đuổi theo quật ông ta ngã. Lúc đang định còng tay hắn để điều tra, Jongmun bất ngờ kích điện cho Gu Tak nằm sàn. Hóa ra Jongmun biết tối hôm qua Gu Tak suýt bắn mình, nên bây giờ anh không tin thanh tra nữa. Jongmun muốn một mình đi tìm sự thật, anh tống cổ tên bác sĩ lên xe, nhưng chưa kịp đi đã bị hắn đã tiêm một mũi thuốc mê vào chân. Jongmun ngất lịm tại chỗ, tên bác sĩ bắt luôn anh đi khiến Gu Tak gọi mãi không được. Viên thanh tra chán đời về căn nhà cổ đập phá tùm lum. Ông thật sự cay cú và bế tắc không biết ai đã giết con mình. Gu Tak nhớ lại câu chuyện từ 2 năm trước, khu vực anh mới đến xuất hiện nhiều vụ án xảy ra. Cô gái này đã là nạn nhân thứ 14, hiện trường không có bất kỳ dấu vân tay nào. Hơn nữa tất cả người bị hại đều bị cắt móng tay. Hung thủ sợ để lại DNA của mình trong móng người bị hại. Hiện trường không dấu vết cho thấy hung thủ cực kỳ thông minh. Gu Tak có duy nhất một con gái nên cực kỳ yêu thương con mình. Hôm đó Gu Tak đang ngủ thì nhận được tin báo từ đồng đội. Pháp y nói hung thủ dùng dầu hỏa để xóa dấu vết tại hiện trường, mà dầu này thì trạm xăng nào cũng bán. Gu Tak quyết định điều tra hết những người mua dầu hỏa ở các trạm xăng gần đây. Thông qua một tháng điều tra hết các camera giám sát, Gu Tak cuối cùng đã xác định được kẻ tình nghi là Jongmun. Cả nhóm lập tức tới căn hộ của hắn. Họ xông vào liền bắt gặp Jongmun và bạn gái của anh. Gu Tak hỏi Jongmun mua dầu hỏa trắng làm gì. Jongmun trả lời bạn gái anh mua dầu hỏa để vẽ tranh sơn dầu. Gu Tak vẫn băn khoăn tại sao hiện trường vụ án nào Jongmun cũng có mặt. Jongmun không trả lời được bởi vì anh vốn bị mất trí nhớ. Gu Tak hôm đó hiểu lầm Jongmun là hung thủ nên mới tắt camera giám sát đi. Sau đó dùng thủ đoạn ép Jongmun bị mất trí nhớ nhận tội giết 14 cô gái. Gu Tak năm đó vì quá muốn lập công nên mù quáng nhất định cho rằng Jongmun là hung thủ. Vì không có chứng cứ nên Gu Tak không buộc tội được Jongmun. Hơn nữa Jongmun vì có hồ sơ chứng nhận tâm thần nên hết 2 ngày tạm giam Jongmun được thả. Vô tình anh chứng kiến con gái ngồi nói chuyện cùng Gu Tak. Jongmun buột miệng khen con gái của chú rất xinh. Anh rời đi khiến Gu Tak ở lại cảm thấy hoảng sợ. Tối hôm đó Gu Tak nấu cơm sẵn chờ con gái về. Ai ngờ lúc sắp ăn lại có việc rời đi gấp. Con gái về nhà đang định ăn thì có người gõ cửa. Tưởng là bố Gu Tak về nên con gái ra đón. Không ngờ là tên hung thủ vào lấy đi tính mạng của cô. Gu Tak về nhà thì mọi chuyện đã muộn mất rồi. Trong lòng vốn đã cho rằng Jongmun là hung thủ từ trước, nên sau sự cố này anh càng tin Jongmun là hung thủ. Gu Tak đau lòng đến mức mất đi hết trí khôn. Khi tới phòng xác nhìn thi thể của con gái lần nữa, pháp y nói thủ phạm cũng dùng dầu hỏa lau thi thể. Ngay lập tức Gu Tak liên tưởng hung thủ là Jongmun, bởi vì hôm đó Jongmun cũng bị tên bác sĩ trở tới hiện trường. Gu Tak phát rồi lập tức tới gặp Jongmun muốn bắn. May rằng chưa kịp nổ súng thì đồng đội cản lại. Sau việc sự cố này Gu Tak bị cấp trên cho nghỉ, nhưng Gu Tak vẫn quyết tâm báo thù. Ông lập tức tìm đến gặp bạn gái của Jongmun, phát hiện cô gái nợ nần nhiều nên phải đi làm tay vịn.
Thế là Gu Tắc đề nghị rất nhiều tiền với bạn gái của Jong Moon, để cô giúp ông tạo hiện trường giả rằng Jong Moon giết mình. Cô gái vì ham tiền mà đã đồng ý, cô ấy về nhà lật tung mọi thứ để tạo hiện trường. Sau đó đến đồn cảnh sát báo án Jong Moon giết mình. Nhờ cái bẫy này mà Jong Moon lập tức bị bắt, bạn gái trực tiếp làm chứng trước tòa. Cũng vì vậy mà Jong Moon bị kết án tù chung thân. Sau việc đó, Gu Tắc đưa cho cô gái một số tiền lớn. Gu Tắc vì lòng tin mù quáng đã khiến Jong Moon phải chịu án tù oan sai. Trở lại hiện tại, Jong Moon đã bị bác sĩ Kim bắt giam. Hắn đột nhiên cho anh uống một đống thuốc, đây là loại thuốc khiến anh bị mất trí nhớ tạm thời, cũng chính là loại thuốc hắn cho anh uống rồi đưa anh đến các hiện trường vụ án. Gu Tắc báo tin Jong Moon đã mất tích cho cô thư ký, sau đó lập tức lên đường đi tìm Jong Moon và tên bác sĩ. Cùng lúc này, Ma Dong Suk được tin đại ca đã chết, anh đau lòng đến nhận thi thể đại ca. Công tố viên nói con dao tại hiện trường có dấu vân tay của hung thủ, trùng hợp với camera giám sát cho thấy đó là Jong Moon. Rõ ràng hung thủ đã giết đại ca và đổ tội cho Jong Moon, nhưng Ma Dong Suk đã bị chứng cứ làm cho hiểu lầm, anh thề sẽ phải báo thù cho đại ca. Tại đám tang của đại ca băng đảng, Ma Dong Suk tập hợp 800 đàn em trước mắt, sau đó phát cho mỗi người một tấm ảnh của Jong Moon. Ma Dong Suk ra lệnh toàn bộ 30.000 đàn em trong băng đảng toàn lực truy sát, trong vòng 3 ngày nhất định phải bắt được Jong Moon về. Cùng lúc này Jong Moon cũng đã tỉnh lại chợt phát hiện bàn tay của mình toàn máu. Anh mơ hồ vì thuốc đã làm anh mất hết trí nhớ rồi. Vừa hay lúc này tên bác sĩ Kim xuất hiện, hắn nhanh tay kích điện cho ngất Jong Moon. Cùng lúc này Gu Tắc tìm gặp đồng đội cảnh sát, nhờ bạn dùng mọi nguồn lực truy tìm tên bác sĩ Kim. Lát sau tên bác sĩ hất nước cho Jong Moon tỉnh lại. Sau đó vài tên đàn em đi tới chuẩn bị đưa anh đi. Bác sĩ Kim nói với họ phải nhanh chóng xử lý. Cứ như vậy Jong Moon bị mang đi thủ tiêu. Cùng lúc này đàn em trong băng đảng đang truy tìm Jong Moon khắp nơi, trùng hợp hay lại thấy anh ấy bị bắt đi qua đó. Khi xe dừng đèn đỏ nên cả đám lao tới bao vây, cứ tưởng là lần này sẽ bắt được, nhưng nhóm sát thủ kia tông thẳng cho anh béo lên xe, chúng bẻ lái hất văng anh béo xuống đường. Nhân lúc đó Jong Moon kích điện ngất tên lái xe, chiếc xe mất lái lao vào lan can bên đường dừng lại. Jong Moon may mắn sống sót bước ra ngoài, đám xã hội đi tới nói chính là mày đã giết đại ca của tao. Jong Moon biết là bị oan nên bỏ chạy là thượng sách, vì bị thương nên anh trốn tạm vào khách sạn. Đám xã hội đen cũng truy đuổi giáo giết vô cùng. Jong Moon trốn vào một phòng không ai ở, sau đó dùng trí thông minh tuyệt đỉnh sắp xếp một cái bẫy điện, đợi khi bọn kia vào phòng, Jong Moon ném điện xuống cho ba thằng bị giật ngất lịm, anh ấy thành công thoát đi. Đợi khi Ma Dong Suk tới, ba thằng ngất vẫn còn chưa tỉnh, Jong Moon thì mất tích không biết về đâu. Gu Tắc biết tin Jong Moon mất tích, viên thanh tra lập tức tới tìm gặp bạn gái Jong Moon. Quả nhiên Jong Moon vì nhớ bạn gái lập tức tìm đến, vô tình một đàn em nhìn thấy liền báo tin về cho Ma Dong Suk. Taeso nghe lén điện thoại cũng lập tức phóng xe tới đây. Đợi khi Jong Moon đi tới nhà bạn gái, Gu Tắc bất ngờ xuất hiện phía sau, ông ta ra tay đấm Jong Moon liên tục. Cho tới bây giờ Gu Tắc vẫn mù quáng nghĩ Jong Moon là hung thủ giết con mình, ai ngờ chưa kịp nổ súng Ma Dong Suk đã tới cản lại. Anh cho rằng mạng Jong Moon phải là của mình. Gu Tắc định đuổi theo thì bị Taeso cản lại. Taeso đánh Gu Tắc một trận vì nghĩ ông ta đứng sau việc thuê sát thủ giết sư phụ và em trai mình. Phía Dong Suk đấm Jong Moon như tử để trả thù cho đại ca, hoàn toàn không biết mình đang bị ai đó gài bẫy, rốt cuộc lại phải giết Jong Moon, người đã cứu mạng anh nhiều lần. Phía Taeso cầm khẩu súng định bắn Gu Tắc, anh cho viên thanh tra nói lời cuối cùng, nhưng Gu Tắc chỉ cười chứ không thèm nói. Cuối cùng Taeso vẫn không làm được, trong thâm tâm anh vẫn tin người đội trưởng của mình. Bên này Ma Dong Suk rút sao chuẩn bị kết liễu Jong Moon. Jong Moon cũng chấp nhận cái chết để chút bỏ gánh nặng, nhiều năm nay anh bị đổ oan giết 15 người cũng chán lắm rồi. Nghe câu này đột nhiên Ma Dong Suk bừng tỉnh, anh tin tưởng Jong Moon không phải sát nhân, anh quyết định sẽ giúp Jong Moon minh oan bằng được. Nghe câu này Jong Moon cảm động ứa nước mắt. Cùng lúc này cục trưởng tới nơi hoang vắng gặp công tố viên Oh. Tên công tố viên độc ác bất ngờ rút dao đâm cục trưởng, hắn muốn thay ông để nắm quyền hoàn toàn. Phía bên này bốn người bỏ mọi hiềm khích cá nhân để đi tìm tên bác sĩ. Gu Tắc bất ngờ nhận được điện thoại của cục trưởng đang hấp hối. Cục trưởng nhắn nhủ Gu Tắc tỉnh táo tìm ra thủ phạm. Chưa nói hết câu thì ông ta tắt thở. Biệt đội bất hảo lập tức tới hiện trường, họ phát hiện cục trưởng đã mất mạng. Chỉ chờ cơ hội này công tố viên Ô cùng cảnh sát ồ ạt tới nơi. Hắn vô cùng đắc thắng ngậm máu phun người, đổ cho biệt đội bất hảo đã giết cục trưởng. Nhưng Gu Tắc liền nắm lấy tay của hắn, mày dùng lực đâm quá mạnh nên mới bị cứa dao vào. Câu nói chính xác khiến tên công tố viên cứng họng. Hắn ta hết cách đành ra lệnh cho đàn em thủ tiêu nhóm người. Jong Moon nhìn tên đàn em nhận ra hắn là sát thủ, tên này võ công không kém gì sát thủ Taeso. Hai bên cứ vậy lao vào đánh nhau kịch liệt, Taeso đấu tay đôi với tên đội trưởng cảnh sát, còn Ma Dong Suk thì vẫn đấm rất lực như mọi ngày. Riêng Gu Tắc chơi bẩn liên tục dùng súng, còn Jong Moon thông minh lấy xe bỏ chạy, anh lao thẳng vào giữa vòng vây giải cứu cả nhóm thoát đi. Công tố viên Ô trách đội trưởng cảnh sát thấy chúng giỏi thế nào rồi chứ, mau tìm mọi nguồn lực thủ tiêu chúng ngay. Sau đó công tố viên độc ác gọi điện báo tin biệt đội bất hảo đã giết cục trưởng về cho nhà nước, đồng thời tổ chức họp khẩn toàn bộ cảnh sát Seoul, thông tin việc biệt đội bất hảo đã giết cục trưởng rồi bỏ trốn, thành công phát lệnh truy nã nhóm 4 người này. Lệnh truy nã của được phát đi toàn quốc, tin tức 4 người bỏ trốn tràn ngập TV. Đồng thời công tố viên Ô ra lệnh gặp 4 người này, lập tức bắn chít không cần bắt về. Vì bị truy nã nên Gu Tắc cùng 3 người không thể đi đâu được, bọn họ chỉ có thể trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang. Trước mắt bằng mọi giá bắt được tên bác sĩ, bởi vì hắn liên hệ trực tiếp với sát thủ của công tố viên Ô, như vậy mọi sự thật sẽ được phơi bày. Ai ngờ đang khi cả nhóm trên đường tìm hắn, chợt phát hiện hắn đã bị cảnh sát đưa đi. Công tố viên Ô trực tiếp cho người bảo vệ hắn nghiêm ngặt, nhưng Jong Moon rất thông minh vẫn nghĩ ra cách bắt được hắn ta. Anh ta gọi điện cho Mi Woong nhờ trợ giúp. Buổi tối tên bác sĩ trong nhà đột nhiên mất điện, bất ngờ lúc này có cuộc gọi đến. Mi Giang báo tin biệt đội bất hảo đã ở trong nhà bảo anh ta ra ngoài trốn đi. Bác sĩ nghe lời liền xuống tầng hầm,
Nhưng chưa kịp lên xe thì tên cảnh sát trưởng đã tới ngăn cản. Bác sĩ không tin hắn nên chạy nhanh về phía chiếc xe. Quân mình đã chờ sẵn tóm gọn anh ta lên xe rồi bỏ chạy. Đám cảnh sát bất lực chạy bộ theo không thể làm gì. Về tới nhà Ma Đông Xúc tra khảo, nhưng tên bác sĩ nhất định cứng đầu không khai. Thấy vậy Teso không nói nhiều đập nát bàn chân hắn. Tên bác sĩ lập tức khai ra hết mọi chuyện. Bác sĩ kể rằng tên công tố viên kia thật sự là một kẻ tâm thần cuồng loạn. Hắn muốn giết người nhà của những tên tội phạm mà hắn bắt vào tù, rồi lập kế hoạch đổ hết tội này lên đầu Jong Moon bằng cách cho Jong Moon uống một loại thuốc ức chế thần kinh gây mất trí nhớ tạm thời. Mỗi lần như vậy tên công tố viên sẽ giết một cô gái, rồi bác sĩ lại cho người chờ Jong Moon mất trí nhớ đến hiện trường. Toàn bộ 14 cô gái đều là do công tố viên Ô chỉ đạo cảnh sát trưởng sát hại. Bọn chúng dùng dầu hỏa lau mọi dấu vết. Đại ca của Ma Đông Xúc cũng là bị tên công tố viên giết bằng cách này. Ngô Tắc chợt hỏi tên công tố viên kia giết các cô gái cho vui hay sao. Bác sĩ trả lời là do vợ hắn đã bị sát hại nên tên công tố viên trực tiếp giết vợ của tên tội phạm để trả thù. Sau đó hắn chọn 14 cô gái khác đều là vợ của những tên tội phạm, chỉ có riêng con gái của Ngô Tắc là khác, bởi vì lúc đó công tố viên muốn Jong Moon phải vào tù thay. Trùng hợp chúng biết Ngô Tắc đã sớm nghi ngờ anh ấy là thủ phạm nên tên công tố viên tự tay giết con gái anh để kích động Ngô Tắc bắt Jong Moon. Đồng thời sợ mọi việc bại lộ nên tên công tố viên chính là kẻ bí ẩn thuê rất nhiều sát thủ để sát hại Jong Moon. Ngô Tắc thốt lên sự thật ôi sao kinh hoàng. Ông chảy nước mắt vì đã bao năm đẩy Jong Moon vào oan ức. Viên thanh tra ra ngoài nói lời xin lỗi với Jong Moon. Tôi thật sự không đáng sống trên đời này nữa. Ngô Tắc đưa cho Jong Moon khẩu súng của mình. Ông muốn dùng cả mạng sống để chuộc lỗi. Jong Moon giơ súng nhưng lại không ra tay. Oan ức nhục nhã bao năm nhưng Jong Moon vẫn rộng lượng tha thứ. Điều quan trọng đối với tôi chính là phải hạ được tên công tố viên độc ác kia. Cả nhóm vào trong bàn bạc kế hoạch. Họ biết tên công tố viên đã nghe lén điện thoại của thư ký. Ngô Tắc giả vờ hẹn thư ký ra bến cảng nói sẽ đưa bác sĩ Kim tới đó. Tên công tố nghe lén xong lập tức dính bẫy, hắn nhanh chóng điều động người tới đó. Teso biết nhiệm vụ lần này có thể sẽ mất mạng, anh vội đi đến nhà cô gái Seok. Teso quỳ xuống thú nhận chính mình đã giết chồng của cô. Tôi đã tự mình đầu thú và lĩnh án 22 năm tù. Seok nghe xong điều này vô cùng đau đớn, cô ngồi sụp xuống khóc một hồi. Lời thú tội được nói ra giúp gánh nặng nhẹ bớt. Tôi không mong sẽ được tha thứ, nhưng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống để bắt tên công tố viên kia. Hôm sau cả nhóm tập hợp đánh trận đánh cuối. Tên công tố viên cử hàng trăm sát thủ phục kích ở cảng. Ngô Tắc giả vừa gọi điện tiết lộ vị trí bác sĩ đang ở trên tàu. Công tố viên nghe lén tưởng là thật. Tên đội trưởng liền dẫn hàng trăm đàn em lên chiếc thuyền đó. Ma Đông Xúc chờ sẵn ở đây đánh chúng như con. Một mình anh đối đầu với trăm địch thủ, mỗi cú đấm tung ra đều là chích người. Bên cạnh đó Teso cũng xuất hiện trợ giúp, kỹ năng sát thủ thượng thừa giúp anh nhanh chóng hạ gục đối phương. Đúng lúc này tên đội trưởng giỏi nhất xuất hiện, không nói nhiều liền lao vào giao đấu. Lần trước hai người vẫn chưa phân thắng bại, lần này nhất định một kẻ phải chết ở đây. Ma Đông Xúc như mọi khi vẫn một đấm một mạng, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội nào. Bên này Ngô Tắc bắt đầu mang ra mồi nhử, tên công tố viên dính bẫy lập tức đuổi theo. Jong Moon dẫn người trùm đầu bỏ chạy, còn công tố viên thì rút súng bắn theo phía sau. Phía Teso vẫn đang đánh nhau với tên đội trưởng ác liệt, hắn dùng dao chém liên tiếp không trúng Teso, con vợ kẹp chân vào cổ tạo đòn khóa. Không ngờ Teso vác hắn lên cho gãy cột sống lưng, kể như tên này đã tàn phế cả đời. Bên này Ma Đông Xúc một mình chiến đầu với trăm kẻ địch, tuy là hổ dữ nhưng đánh mãi cũng có lúc mỏi tay. Đang lúc anh cảm thấy mệt trước trăm thằng trước mặt, Teso bất ngờ xuất hiện trợ giúp một tay. Hổ dữ Ma Đông Xúc đúng là được mọc thêm cánh, từng đòn tung ra đều ác liệt vô cùng. Trong chớp mắt hai người hạ gục hết đám còn lại. Phía bên này tên công tố viên đã đuổi theo hai người tới một căn phòng, thấy Jong Moon bị thương hết khả năng kháng cự, hắn đắc thắng nên đã tự thú nhận hết tội lỗi. Hắn vẫn coi việc giết người thân của phạm nhân là cách trừng phạt thích đáng. Jong Moon nói đó chỉ là ham muốn giết chóc của mày, người thân của những sát nhân cũng là người thường, chẳng có lỗi lầm gì cả. Tên công tố viên rút súng định bắn Jong Moon, đúng lúc này Ngô Tắc bỏ mũ trùm đầu, anh bất ngờ đấm bay tên công tố viên độc ác, liên tục giã vào mồm cho hắn phù mỏ. Jong Moon không cản lại e rằng hắn đã nát tươm. Ngô Tắc chỉ lên camera rồi đi ra ngoài, mọi lời thú tội của hắn nãy giờ đều được ghi lại. Mi Răng dẫn người vào bắt tên công tố viên đi. Đông Xúc và Teso được giảm án chỉ còn vài năm tù, riêng Jong Moon vô tội được thả tự do. Phim tới đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.